Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu cho quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng nằm ở phường Thanh Lộc, quận 12. Lô đất của chúng ta có diện tích là ngang 5 và 17, thổ cư là 84 m2, đất thì có sổ hồng riêng, có thể công chứng sang tên ngay trong ngày. Được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nha. Chủ thể bớt một chút ít lọc lá cho quý anh chị. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ Hà Quy Giáp dẫn vào lô đất cho quý anh chị xem nha. Hiện tại thì Phúc đang đứng ở đường gần cuối đường Hà Quy Giáp khúc uh, cầu sắt cũ. Chúng ta sẽ rẽ vào một đường nhánh nhỏ. Đường này thì có chiều ngang khoảng 3 mét. Chạy một đoạn tí xíu là tới đường tên là 54. Vẹo qua bên trái một tí khoảng 10 m sau đó chúng ta rẽ vào đường chùa Bảo Ân khoảng 15 m là tới vị trí lô đất của chúng ta nha đây hết sau dãy nhà này là chúng ta sẽ tới vị trí lô đất và đây cánh cửa xanh xanh này chính là vị trí lô đất của chúng ta Phúc xin nhắc lại lô đất của chúng ta có diện tích là ngang 5, dài 17 thổ cư là 84 m được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ giá này chủ chỉ bớt lọc lá cho quý anh chị nha không bớt nhiều nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với phúc theo số hội góc màn hình nha để được xem đất và làm việc trực tiếp với chủ và đây là hàng xóm của chúng ta đường trước đất của chúng ta rất là rộng nha xung quanh toàn bộ rất là rất là nhiều nhà lầu hàng xóm rất là thân thiện khu dân cư rất là yên tĩnh từ vị trí của chúng ta ra ngã ba chợ đường khoảng hơn 200m và về gò dấp khoảng hơn 4km nha và khoảng hơn 7km là chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất một vị trí rất là đẹp với khung giá rất là mềm quý anh chị hãy nhanh chân liên hệ với phúc để sở hữu lô đất này nha với diện tích ngang năm và sâu vô 17 thì rất là rộng nha quý anh chị về xây nhà rất là đẹp trên đất của chúng ta thì có sẵn một cây me rất là lớn cây me thì nằm sát dách thôi cây me thì đang cho trái rất là nhiều sau này quý vị về xây nhà, chừa lại cây me để giữ bóng mát và cho trái. vị trí đô đất chúng ta là tới miếng tường đỏ phía cuối nha. và đây là tổng quan xung quanh khu đất. khu đất cũng được chủ gào lại bằng tường và tôn, à, phá cửa rào lại. đây là đường trước đất của chúng ta. đứng đây chúng ta có thể nhìn thấy đường TL54, xung quanh nhà lầu rất là nhiều. Và bây giờ từ vị trí đầu đất chúng ta Phúc sẽ chạy ra ngay ngã ba chợ đường Khoảng hơn 200m nha quý vị Rất là gần Xung quanh thì toàn bộ là rất là nhiều nhà lầu Khu dân cư rất là đông đúc Nếu quý anh chị quan tâm tới đầu đất Thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại ngay góc màn hình nha Để tới xem vị trí lâu đất Và gặp được trực tiếp với chủ Để làm việc về giá cả Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video Quý anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những thông báo về sản phẩm bất động sản nhà và đất ở quận 12. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chúc quý khách nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.